Xin chào tất cả các bác. Đố các bác hiện tại tôi đang ở đâu đây ạ? Hiện tại tôi đang ở khu vực Campuchia nha các bác. Có nghĩa là tôi đang ở Campuchia đấy. Và đang trên đường quay trở về lại cửa khẩu Ba Vét để qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để về lại Việt Nam. Thì hôm nay thì tôi chỉ muốn đi quay một chút bên này cho các bác xem thôi. Xem cái đường xá bên này, rồi giao thông, rồi đất đai bên này nó như thế nào. Vì có một số bác thì nhờ tôi quay ở bên phía Campuchia để xem họ có khác gì so với Việt Nam không. Đó, thì bây giờ các bác nhìn thấy không, đường xá thì thực sự thì chẳng khác gì Việt Nam hết. Nó cũng xấu thế, y chang Việt Nam à. Cây cối này, thời tiết này, nhà cửa này, xe cộ này là y chang Việt Nam luôn. Không có khác cây gì Việt Nam hết. Đấy, chỉ có một cái khác đó là hầu như là không nghe tiếng còi xe các bác nhá. Họ ít bấm còi xe lắm. Đấy, lời vời nói cái bên chiếc xe khách nó bấm còi kìa. Việt Nam nhiều. Thì tôi chỉ nói về khu vực biên giới thôi nhé. Còn khu vực khác như Phnom Penh chẳng hạn thì chắc là nó sẽ khác khu này. Bụi lắm. Thế là tôi sẽ chạy về biên giới để mà tôi quay cho các bác xem. Để xem khu vực biên giới nó có cái gì nhá. Sát với biên giới luôn, chắt với cửa khẩu luôn để xem xung quanh này có cái gì. Ở khu vực này người ta vẫn chấp nhận thanh toán tiền bằng tiền Việt Nam nha các bác. Thanh toán bằng tiền Việt Nam. Đấy, Việt Nam Cambodia border, biên giới, đường biên đấy, biên giới đấy. Ở đây là casino nhiều lắm nha, cái đoạn này là bắt đầu casino nhiều khủng khiếp rồi đấy. Kiếp.
đóng cửa rồi. Nói chung ở ngày bữa nay thì người Việt Nam mình ít khi mà tới vào mấy cái chỗ casino này người ta chơi lắm nha các bác. Mà chỗ này chỉ phục vụ cho người Việt Nam là nhiều thôi. Nhưng mà hiện tại thì ít người chơi lắm cho nên nó đóng cửa dần dần hết rồi. Đây đây là một cái casino rất là to, Golden Galaxy. Rất là to đúng không? Một trong những casino rất lớn đấy. Đây có casino này cũng lớn này, to lắm này. Hoành tráng nhỉ. Titan King Casino. To ác nhỉ. Tiếp. Ở cái khu vực này, biên giới này chẳng có cái gì mà chơi, từ ngoại trừ casino. Không có nổi một cái khu du lịch là cái gì luôn á. Cây cối thì ít lắm. Đây thêm cái casino to nữa này. Las Vegas các bác ạ. Casino, casino này tên là Las Vegas Sun. Las Vegas Sun bao gồm cả khách sạn và hotel nữa. Bên này là sân bay Macau này, Lee Macau Casino Hotel. Ác thật đấy. Đây cũng casino tiếp. Đánh bài. Đây cũng casino luôn. Casino nhiều khủng khiếp nhỉ. Đây cũng casino nữa. Phải nói rằng khu này là người Trung Quốc rất là nhiều nhá. Toàn người Trung Quốc đầu tư ở đây. Đây cũng casino này. Đây casino ở đây. Đây cũng casino luôn. Đây đây biên giới đây này các bác. Thế bây giờ vào đây nha, vào đây là chúng tôi sẽ nhập cảnh trở lại Việt Nam. Nói chung thủ tục đơn giản thôi, cầm hộ chiếu với tiền là được rồi. Dễ ẹc à, không có cái gì. Cái này là may mắn, casino hotel này. Cái chỗ này casino nhiều ác chiến luôn. Đây là Grand Barrett, Vương miện Barrett Casino Hotel. Nhiều ác luôn. Đây cửa khẩu rồi. Thôi thế thôi. Đây có cái chợ này, đi vào đây thử coi đi. Đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết là bất động sản nhà cửa quên quên khu vực cửa khẩu Barrett Campuchia nó là như thế. Thế thôi, không có gì cả, không có gì đặc biệt. Nói chung là y chang người Việt Nam, y chang Việt Nam chúng ta. Rồi, sau này còn xây một cái casino to nữa này. Sau này người ta còn xây cái casino rất to nữa. Wow. Thôi, không có cái gì cả. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video này và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé.